Kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn nha. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc, nó quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Tiếp tục ngày hôm nay là clip thứ 627 nha bà con. Hôm nay em có khoảng 20 mấy tác phẩm để vô lưu báo giá cho bà con của mình nha. Qua số điện thoại em 0772 8772 78 nha. Đầu tiên giờ em xin giới thiệu đây là mã số 1C. Đây là một cái bộ ghế nghi nha bà con. Bộ ghế nghi này là chất liệu là bằng gỗ, gỗ này là gỗ cẩm lai nha. Em bao bà con của mình là gỗ cẩm lai hết luôn nha. Được thẩm một cái lớp ốc xà cừ rất là đẹp luôn. Ốc này là ốc 7 màu Singapore. Bà con mình xem từng chi tiết qua văn luôn nha. Khi mà bà con mình kiểm tra hàng kỹ nha bà con, không hề bị nổi cộm bất cứ chỗ nào luôn. Rồi em đo báo thông số cho bà con của mình luôn nha. Đây có cái chiều cao là 99 đây nha. Đây chiều cao là 99 nha bà con. Còn cái chiều ngang cái mặt này là 100. Đây là 1 mét nha. Còn chiều xuôi vô là 55 nha. Chiều xuôi vô 55. Bà con mình xem được khẩm là 3 mặt hết luôn nha. 3 mặt. Còn mặt phía sau lưng là không có khẩm ốc nha bà con. Đây, gỗ cẩm lai nha. Bà con nhìn gỗ nha, vân gỗ tự nhiên hết nha bà con. Đây cái mặt bè, cái mặt bên trên này chiều dày là 2 phân rưỡi nha bà con. Cái mặt này là dày 2 phân rưỡi nha. Con xem. Rất là tỉ mỉ từng đường chi tiết một luôn. Được cái này chiếu dạ quang lên bà con mình xem cái màu ốc và bà con mình nhìn rồi bà con mình biết nha. Đặc biệt của nó là được là chất liệu là bằng gỗ cẩm lai cho nên là cái giá trị của nó rất là có giá trị nha bà con. Đây, con mình xem. Còn cái chân này nha, cái chân này là khoảng là 5 phân rưỡi nha bà con. Đây, bề ngang khoảng 5 phân rưỡi nha. Đây, khẩm được tới bên dưới luôn, con mình xem đây nha. Rất là đẹp. Từng màu ốc, từng chi tiết một. Cái này thì em cẳng bao ship bà con mình toàn quốc được nha. Hàng này bao ship bà con mình toàn quốc được, bà con mình cứ về kiểm tra hàng bao bà con của mình luôn nha. Đây, rất là đẹp, rất là dày dặn nha bà con. Bà con mình kết bạn Zalo bên em, nếu có nhớ ý thì em về quay rồi chụp hình đầy đủ gửi cho bà con mình xem ha. Hoặc bà con mình em gửi trực tiếp cho bà con của mình, quay trực tiếp cho bà con của mình xem đầy đủ chi tiết hơn. Đây, những cái miếng này, mặt này thì nó dày từ 2 phân rưỡi luôn nha, 2 phân rưỡi tới 3 phân, rất là dày. Đây, để em đo luôn. Đây, tầm 2 phân nha bà con, 2 phân thôi. Đây, được thẩm một cái lớp rồi, rất là đẹp. Bộ này Zalo bà con mình em bao ship toàn quốc nha. Có giá là 120 triệu nha bà con, 120 triệu đồng. Đây, một cái bộ ghế nghi nha. Đây, được khẩm ốc là xà cừ Singapore 7 màu, rất là đẹp. Và đến với mã tiếp theo số 2C. Số 2C này em có một cặp ngựa mã đáo nha bà con. Chất liệu là bằng đồng Pháp Lam. Đây, bà con mình xem rất là đẹp luôn nha. Đây, cái này thì đứng trên một cái đống thỏi tiền vàng. Đầu năm bà con của mình sưu tầm về một cặp ngựa như thế này, mình trưng trong nhà phong thủy rất là tốt nha, thì làm ăn mã đáo thành công luôn nha bà con. Rồi chiều cao tổng thể này em đo là 96 nha. Còn chiều ngang em đo cái độ xéo nha bà con là 78. Đây, còn quanh bụng thế này là 70. Hai bên có hai cái yếm là hai con rồng rất là đẹp. Cặp này thì em đã căng hạo rồi, trên 60kg luôn nha. Bà con mình cứ về căng lại nha bà con, em bao bà con của mình luôn nha, trên 60kg luôn. Chất liệu là bằng đồng, được vẽ hoa văn, phủ lớp hoa văn bên ngoài đây nha. Đây, đồng Pháp Lam, rất đẹp, trên 60kg. Cặp này giao lưu bà con mình bao ship toàn quốc luôn, giá là 30 triệu nha. Đây, 30 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình, về bà con mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Đây, một cặp song mã nha bà con. Đây, mã đáo thành công luôn. Đầu năm bà con mình sưu tầm về là phong thủy rất là tốt nha. Đây, 30 triệu bao ship toàn quốc. Và tiếp theo là đến với mã số 3C. Mã 3C này là một cây tiền vàng. Đây, cây tiền vàng ông thần tài nha, ông thần tiền. Tay bưng cái thỏi vàng. Bà con mình á, đầu năm vào thì bà con mình sưu tầm về một bức như thế này. Phong thủy rất là tốt, mình đem về nhà khi mà mình trưng nha. Chiều cao này là 30. Chiều ngang thế này là 26 nha. Còn cái hoành bụng là khoảng là 35 thôi. Đây, chất liệu bằng đồng. Để đây. Đây, có giá giao lưu bà con của mình là 2 triệu 6 nha. Nặng trên 3kg. Quay mặt sao? Đây, 2 triệu 600 ngàn thôi. Đây, nặng trên 3kg nha. Rồi, mã tiếp theo là số 4C. Em có một cái đỉnh sông Trầm. Đây, đỉnh sông Trầm Tháp nha bà con. Rất đẹp. 3 khớp nha. Chiều cao này em đo là 35. Còn cái hoành đế là 34 nha. Đây, con mình xem nha. Cái này cho bà con mình về để trầm hương vào bà con mình đốt nha.
đây con mình để trong hương vào đây đốt, đây có ba khớp là đây đồng gặt là tốt bà con mình xem. Giá giao lưu bà con của mình bộ này chỉ là 2.100.000 đồng thôi, 2.100.000, tặng kèm một hộp chậm theo cho bà con của mình đốt luôn nha. Đây 2.100.000 đồng bao ship toàn quốc bà con của mình. Và đến với mã tiếp theo số 5C, một tác phẩm là Quan Nhị Ca đọc sách cho bà con. Đây ngồi đọc sách, chiều cao này em đo là 11 thôi nha, hoành như thế này là tầm 34. Bà con mình là hữu duyên siêu tầm nha bà con, nặng cũng tầm 1kg thôi, giá là 1.000.000 đồng nha, 1.000.000 đồng bao ship bà con mình nha. Rồi mã tiếp theo số 6C, một cặp là hồ lô, đây hồ lô lông phụng nha bà con. Đây một con rồng phun nước và một con phụng, chiều cao này em đo là khoảng 18 thôi, còn hoành bụng này là 30 nha. Đây một cặp, cặp này giao lưu bà con mình giá 1.600.000 nha, một cái 800.000 đồng. Đây lông phụng nha bà con, thế đây nha, một cái 800.000 nha bà con. Đây cặp. Rồi đến với mã tiếp theo số 7C, một cặp bình bông nha. Đây cặp bình bông chim công, một bên là hai con chim công, nhìn rất là có duyên, rất là có hộp luôn. Đây chiều cao này em đo là 18, đường kính miệng là khoảng là 9 phân thôi, còn hoành bụng thế này là tầm 27 nha bà con. Đây bà con mình xem cặp này, cặp này thì mini gọn thôi nha, mình để vào chỗ bàn ông điện rất là đẹp nha bà con, nặng cũng khoảng 1.3-1.4 kg thôi nha. Đây chim công đôi này giá 1.500.000 nha, 1.500.000 đồng một cặp. Và mã số 8C, đây một tác phẩm là mẹ Quan Âm đứng trên một con rồng nha. Đây bà con mình xem rất đẹp luôn nha. Đây bà con mình hữu duyên hôm nay mình gặp được mẹ Quan Âm nha, mình thỉnh về mình thờ rất là tốt cho gia đình gia chủ của mình luôn. Cái này cân nặng khoảng là 1.8 kg đi, chiều cao này em đo là 28, còn hoành đế như thế này nha là 28 nha bà con. Đây bà con mình xem. Bà con mình hữu duyên nha, giá giao lưu bà con mình 1.600.000 đồng thôi nha. Rồi đến với mã 9C, một cái chiếc bình, đây một cái chiếc bình tháp 3 tầng luôn. Đây chiều cao này em đo tổng thể bao gồm cán luôn là 18 nha bà con, còn hoành như thế này hảo thôi, khoảng 35 đi, chất liệu bằng đồng bên trong không có xi măng ba giới nha. Đây cán bằng cán gỗ, đây nhìn rất là duyên luôn, giá giao lưu bà con của mình là 800.000 nha, 800.000 đồng. Đến với mã số 10C, một cái chiếc ấm con rồng nha, một cái ấm gỗ con rồng. Đây chiều cao này em đo là 15, hoành đế thế này là 30 nha. Đây đồng rất là tốt luôn, mặt bên dưới đây rất đẹp nha, có giá giao lưu bà con mình là 900.000 nha, 900.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha, 900.000. Mã số 11C, đây một cái bằng là nha bà con, một cái bằng là, cái cán là quay ngang, cán gỗ nha. Chiều cao này em đo là khoảng là 19 tổng thể luôn, chiều dài bao gồm cán là tầm 30. Đây cái đế này nha, hàng này vẫn xài được bình thường bao bà con của mình luôn. Nói chung là cái này nó cũng qua cái 5 tháng là thời gian rồi nha bà con. Đây mình bỏ lên để thêm đây đi nha, chắc liệu bằng đồng xưa cũ nha, có giá giao lưu bà con của mình là 1.600.000 nha, 1.600.000, hàng sưu tầm nha bà con. Rồi mã số 12, một cái song trầm củ lông chín gồng. Đây chiều cao này em đo là 15, hoành là 40. Đây giờ bà con mình để châm hương vào đốt nha, 9 con rồng, cái này nặng 1kg. Đây để châm hương vào đây đốt, đây con mình xem mặt bên dưới đây nha, ba chân liền. Đây có giá là 1.400.000 nha, tặng kèm một hộp chậm theo cho bà con của mình luôn, 1.400.000 đồng. Và mã tiếp theo là số 13C, một cái song chậm nữa nha, đỉnh con rồng nha bà con. Đỉnh cái này là đỉnh con rồng, cái này thì gọn mini thôi, chiều cao là 13. Đây cái hoành như thế này, hoành như thế này là 30. Đây bà con mình về đấy châm hương để đốt nha, tặng kèm một hộp chậm cho bà con của mình luôn nha, có giá là 600.000 thôi. Đây 600.000 đồng. Rồi mã tiếp theo số 14C, đây một cặp này là tùy hưu. Tùy hưu này là tùy hưu xưa nha, người ta làm theo cách ngày xưa, nó mập mà nó cục lùng nha bà con, nhìn rất là duyên nha. Chiều cao là 13, hoành đế như thế này là 44 nha bà con. Đây hàng này đằng xưa cũ lắm mà nha, qua thời gian rồi, có hai cái lỗ bên dưới nha bà con. Đây đôi này thì cân nặng cũng tầm khoảng là 2.5 kg thôi, giá 1.500.000 nha, giá hôm nay sale cho bà con của mình luôn, 1.500.000 đồng một cặp. Rồi mã số 15C, một cái bát hương xưa nha. Đây bát nhang nha bà con, hàng này hàng xưa chuẩn nha, chiều cao này em đo là khoảng 7 phân, đường kính miệng này là 9 phân thôi nha, rất là dày dặn mọc đế. Đây đây bà con mình xem, hàng xưa bà con mình nhìn vô là dễ biết nha, giá là 1.200.000 thôi, 1.200.000 đồng.
Rồi mã tiếp theo là số là 16C, một cái bát nha. Giống này một cái bát nhang vậy nha bà con. Chiều cao này em đo là khoảng 7 phân, đường kính miệng là 9 phân nha. Đây qua dân bà con mình xem đây, rất là đẹp. Đồng này ấm mịn nha, hàng này cũng gần đây thôi nha bà con. Có sao em báo bà con mình vậy nha. Bên trong có con thiềm thừ ngậm su luôn. Đây. Đây bà con mình nghe tiếng đồng. Rất là quan, rất là tốt nha. Giá là 600.000. 600.000 đồng nha. Rồi mã tiếp theo số 17 là một cái chiếc ấm quay ngang hình con phụng nha bà con. Ấm này có chiều cao là khoảng chừng 9 phân thôi, chiều dài tổng thể là 28. Quanh bụng này là 34 thôi nha. Đây. Bà con mình xem. Rất là đẹp nha. Đồng nha bà con đây. Giá giao lưu bà con mình 1.400.000. 1.400.000 nha bà con, chiếc ấm quay ngang rất là độc đáo nha. Và mã tiếp theo số 18C. Em có hai cái ô chầu xưa nha. Đây, chiều cao này em đo là khoảng là 10 phân thôi, đường kính miệng thế này là 8 phân. Đây, hàng này hàng xưa chuẩn nha bà con, hàng ô chầu bằng đồng xưa nha. Đây. Cặp này giao lưu bà con mình giá 700.000 thôi nha. Đây giá sale bà con mình luôn, 700.000 đồng một cặp nha bà con. Một cái là 350.000, bao ship tặng nhà bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Và mã số 19. Đây là một cái đồ là giả thuốc nha bà con. Giả thuốc tích âm qua đà, chiều cao tổng thể luôn là 23, hoành bụng là 28 nha. Đây âm qua đà đây, và chuyển kế đây nha. Đây mọc đế luôn, đầy đủ hết, đầy đủ bà con mình. Cái này bao bà con mình về mình xài sử dụng đời đời luôn nha. Rất là chất liệu, rất là tốt, đồng rất ấm mịn dày dặn nha bà con. Giá là 1.400.000 nha, 1.400.000 đồng. Mã số 20. Đây là một cái gạt tàn thuốc chất liệu bằng đồng, đồng vàng nha bà con. Hàng này là hàng gần bây giờ nha. Cái đường kính này là 10 phân thôi nha, còn chiều cao là khoảng 7 phân. Đây hai mặt bọng hai bên. Đây bà con mình xem mặt đế đây nha. Rất là nặng và dày nha bà con. Bà con mình nghe chất đồng là rất là tốt rồi, bà con mình biết nha. Đây. Có giá giao lưu bà con mình là 900.000 nha, 900.000 đồng. Và mã tiếp theo số 21, một cái đỉnh sông trầm con voi. Đây, chiều cao này em đo là 26, chiều ngang thế này là tầm 22 thôi. Đây, bà con mình về để trầm hương rồi vào đây đốt nha. Rất là tốt, chất liệu bằng đồng cũ luôn. Đây. Cái này giao lưu bà con mình giá 2 triệu nha, 2 triệu đồng. Cái này thì nặng tầm khoảng là 1,8 kg thôi nha. Và tặng kèm bà con mình hộp trầm luôn nha bà con. Một trầm hương tặng kèm một hộp theo luôn. Rồi mã tiếp theo số 22, một cái bát nhang ngũ lộ thần tài, hai bên là hai cái gậy như ý nha, mang tính chất phong thủy. Chiều cao này em đo là 8 phân, đường kính miệng là 17. Bà con của mình sưu tầm về mình trưng trong nhà mang phong thủy rất là tốt nha. Năm ông ngũ lộ thần tài theo mình phù hộ độ cho mình luôn nha. Đây bằng đồng rất là đẹp, giá 1.800.000 đồng nha bà con, 1.800.000. Mã số 23. Mã 23 này là một cái đồ ống dắt viết nha, hình con rồng, chất liệu bằng đồng luôn. Chiều cao là khoảng là 9 phân thôi, đường kính miệng là 7, hoành là 25 nha. Đây hình con rồng phun nước nha bà con. Đây bằng đồng, cái này giờ bà con mình để bàn làm việc, bằng phòng khách mình nha, để mình dắt chiếc mình sử dụng luôn. Rất là đẹp, rất là bền bao bà con mình nha. Giá là 700.000 đồng nha bà con, 700.000. Rồi mã tiếp theo số 24C. Đây là một cái con trâu nha bà con. Đây giống như con bò cụng vậy đó nha. Chất liệu là bằng đồng qua văn trên mình, nó nhìn rất là đẹp nha. Chiều cao này em đo là 15, dài tổng thể luôn là 35 đi nha. Hoành bụng của nó là 28. Đây. Con này thì cân nặng khoảng là 3 kg nha bà con. 3 kg. Đây mặt bên dưới đây. Giá giao lưu bà con mình chỉ 2 triệu thôi. Đây 2 triệu đồng thôi nha, hàng mình trưng bày nha bà con, bằng đồng. Và đến với mã số 25C, một cái ấm siêu sắc thuốc nha. Đây một cái ấm siêu sắc luôn, bà con mình xem mình dùng để ấm trà hoặc là mình cái gì cũng được nha bà con. Chiều cao này em đo là 16 nha. Còn hoành đế như thế này là tầm 30. Đây, đồng rất là tốt. Hay này thì tầm khoảng chừng 2-30 năm nha bà con. Đây, qua văn khắc trên mình luôn nha. Tầm chừng 2-30 năm thôi. Đây. Cái này giao lưu bà con mình giá 1.900.000 nha, 1.900.000 đồng, bao ship tặng nhà bà con của mình. Và đến với mã 26C. Đây một cái chiếc ấm cán bằng gỗ luôn, chất liệu bằng đồng. Ấm này rất là đẹp nha. Hàng này về bà con mình vệ sinh kỹ mới sử dụng được nha bà con. Cái này chiều cao em đo là khoảng là 22. Đây, cái này nhìn rất là đẹp. Quanh bụng là 45 nha. Bên trong không có xi măng ba giới luôn nha. Tích là tùng hạt, bà con mình xem đây, rất là đẹp. Đây. Ấm này nhìn rất là duyên nha bà con. Có giá giao lưu bà con mình chỉ 1.700.000 thôi nha, 1.700.000 đồng. Và đến với mã tiếp theo.
Đây là một bộ chanh 4 tấm nha, tích sơn thủy, chanh gớm nha bà con. Chanh này là chanh gớm nha, khung gỗ. Đây, bà con mình xem nha, 4 tấm theo tường. Rồi chiều dài tổng thể luôn là chiều dài tổng thể khoảng 64 nha. Còn chiều cao lên là 28. Đây, tích sơn thủy rất là đẹp nha bà con. Qua chanh. Này bên trong là gốm, khung là gỗ nha, hàng làm tích liền lạc hết trên tàu nha bà con. Bộ này giao lưu bà con mình giá 1.500.000 thôi nha, 1.500.000 bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Bà con mình về kiểm tra hàng những mặt hàng này nha dùm em nha bà con, tại vì hàng này hàng gốm ship đi thì nó cũng rất là cẩn thận nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con, mến chúc bà con mình thật nhiều dồi dào sức khỏe nha, và cũng xin hẹn lại những clip tiếp theo ạ. Xin chào và tạm biệt quý bà con nha. Hẹn gặp lại với bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.